là tiếp tục tới phiên em à. Ừ. Ở sẵn đây thì em cũng nói em phản biện luôn cái vụ mà ông bữa trước ông Thường ông khen cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là cái nền có cái nền giáo dục nhân bản nhân văn gì đó đại khái gì đó thì bữa đó thì đông quá với lại khuya không có phản biện được. Nói chung là nghe rất là buồn cười nhưng mà bây giờ mới có thời gian thì ít ít cũng chia sẻ luôn. Thì cái nền giáo dục á, thì người ta có hai cái mục tiêu chuyên môn đúng không? Nó gọi là giáo dục về ở trong các lớp học của chế độ cộng sản thì lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy cái chữ là tiên học lễ hậu học văn. Đó có nghĩa là phải học lễ phép và đạo đức trước rồi sau đó mới học tới Kiến thức. tới kiến thức đó. Thì bây giờ tôi xin lấy hai cái vấn đề đó để phản biện. Thứ nhất là về đạo đức thì cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà các anh Thuận đó anh khen á thì đào tạo ra được được cái gì? Dạ dạ chú. Để sẵn đây để nói hết luôn 5 phút nữa đó, cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa đào tạo ra được những con người như thế nào? Về các cái lĩnh vực mà đào tạo thì về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, toán lý hóa văn sử địa gì đó thì chúng ta nhìn coi là ở cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó đào tạo ra những con người nào kiệt xuất đó. Về chính trị có ai không? Về quân sự có ai không? Về kinh tế có ai không? Rồi bây giờ tôi liên Ok, từ hệ toàn. luôn này. Đào tạo như thế nào mà ra một cái lớp lính đi bắn giết dân như vậy? Đó, tội ác thì nó rõ rồi, nó ghi rất là nhiều ở trên muốn muốn xem các bạn muốn xem thì cứ gõ lên Google là sẽ thấy thôi. Nam thì đi lính giống như là đánh thuê ngay tại đất nước mình. Nữ thì làm gì? Đó, 90.000 cao điểm 90.000 nữ làm liên quan những cái nghề mà dụng như là mại dâm. Dạ, Nó có một à, cái chế độ mà tốt, giáo dục tốt là làm sao mà giáo dục ra những cái người như vậy. Rồi hiện tại tới bây giờ ở bên Mỹ các ông thì lúc nào cũng là nói về thương dân rồi về cái tính nhân văn của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì 45 năm nay thành lập biết bao nhiêu tổ chức, xin biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà tôi chưa hề thấy ông nào đứng ra hoặc tổ chức nào xin tiền về xây dựng hoặc sửa sang cái nghĩa trang bình an của lính Việt Nam Cộng Hòa đó. Đó là những cái người ngày xưa sát cánh cùng các ông chiến đấu đó. Tôi chưa nói đến cái lý tưởng nha. Đó là những đồng đội của các ông nằm xuống ở đây nè. Xác còn nằm dưới ba tấc đất đó, lạnh lẽo mấy chục năm nay con nào vận động tiền về xây dựng được những nghĩa trang, những ngôi mộ cho đồng đội mình ngày xưa. Nếu các ông làm được việc đó thì dân Việt Nam người ta nhìn người ta sẽ tôn trọng các ông. Nhưng các ông hô hào xin tiền xin tùm lum đó lại nhưng mà vô túi ông nào thì ông đó trốn, ông đó bỏ bỏ đi bỏ trốn như thế. Có tiền rồi bao nhiêu năm rồi. Thậm chí vừa rồi có clip những cái người mà ở bên nước ngoài người ta về cũng là những cái người theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa họ về họ vô cái nghĩa trang Bình An họ đau xót lắm và họ tuyên bố rằng họ không tin ai bất kỳ cái tổ chức nào ở bên hải ngoại, toàn là lừa bịp xin tiền lừa bịp, trong khi đồng đội ở đây cộng sản phải canh giữ là phải có ban quản trang để mà lâu lâu cũng phải tu sửa rồi cũng phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ, trong khi các ông Việt Nam Cộng Hòa ở bên đó hô hào chưa thấy 45 năm nay chưa có ai về xin tiền để về mà làm được cái việc đó. Vậy thì đào tạo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đào tạo ra những con người đó là con người gì, phải vô cảm không? Đó là đạo đức. Còn về chuyên môn vậy đó, chuyên môn nó làm được cái gì? Chứ đào tạo ra được một cái nhân tài kiệt xuất nào hết. Cộng sản người ta đâu có khoe khoang nhưng mà họ
Cộng sản họ có Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tướng Giáp, cả thế giới đều biết. Thậm chí có những vị ngày xưa Tôn Thất Tùng này kia là những cái người mà rất giỏi về y học rồi. Ông gì sản xuất ra súng, quên tên à. Nó rất nhiều, rất nhiều. Trần Đại Nghĩa. À, đúng rồi, giáo sư Trần Đại Nghĩa, đó là những cái con người kiệt xuất. Có những con người đó thì cộng sản mới giành thắng lợi. Anh Thuận đó, anh nghe đi, là anh nó muốn thì bữa sau anh cứ lên phản biện. Chứ anh khen cái chế độ của anh, anh đem mấy cái trò ra đứng ngoài đường người dơ bản thì cho người đi. Tôi nói thiệt, nếu có thì cũng dành cho một thiểu số rất nhỏ, con em của quan, của lính, của sĩ quan chế độ cũ. Chứ còn dân miền Nam nè, còn đâu có phải miền Nam là có cái Sài Gòn không đâu, còn rất nhiều những cái làng quê, những làng mạc khác, dân người ta có được thụ hưởng những việc như anh nói không? Giải phóng xong bao nhiêu người mù chữ. Anh nói trên miền Bắc còn người mù chữ, miền núi phía Bắc còn nhiều. Ủa, người đó người ta mù chữ bây giờ người ta 70-80 tuổi rồi, sao người ta học được nữa đó. Anh phản biện anh lên nói, nhưng mà tại vì đông cho nên là thôi đó. Thì tới hôm nay tôi xin nói phản biện vậy đấy. Cộng sản tụi mày là đúng bị cộng sản, chúng mày thì ngu quá, gửi tiền về cho cộng sản ăn sao hết thì ngu dân rồi vậy đó. Đây, nó lại nói cái trò mà cậu là chúng nó gửi tiền về cho cộng sản ăn thì cái thằng này á, nó chả biết thôi cả. Thì bây giờ mới nói, mình xin lỗi anh nhận chị em phản biện, nó nói câu này nè. Nó nói là mỗi năm đó là hiện nay cái kiều hối là ở Việt Nam, ví dụ năm 2019 cứ khoảng 16,5 tỷ đô la là kiều hối đấy, mà chúng nó tưởng là toàn có những Việt kiều ở bên kia gửi về ấy. À, mà một mặt ấy, chúng nó lại bảo là Việt Nam bây giờ nghèo quá phải đi làm lao đô loại kia. Thì đài tao phân tích cho cái thằng Lý Vũ nghe như thế này này, cái 16,5 triệu đô là phần lớn những cái tiền mà những người Việt Nam đi xuất khẩu lao động gửi về đấy. Tao phân tích về cái kiều hối rồi nè. Kiều hối gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần quan trọng là của những cái lao động của Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về. Phần thứ hai là của những kiều bào gửi về trong nước đầu tư. Đã đầu tư thì người ta kiếm lợi nhuận. Và một phần nhỏ nữa là của những kiều bào người ta gửi về cho thân nhân của người ta. Thấy chưa? Cho nên là tao nói cho cái thằng Lý Vũ biết một điều như này này. Chúng mày những thằng ba que ở bên kia nghèo rất ít ra. Thấy chưa? Rất ít ra. Có tiền mà gửi về. Hiện nay những bà con ở trong nước, ngày xưa thì người ta cũng có một số cái gia đình, người ta cứ mỗi tháng người ta chỉ cần nhận 100-200 đô là đã đủ sống. Nhưng bây giờ kinh tế Việt Nam nó phát triển rồi, những người Việt Nam hầu như là ít gia đình cứ ngóng tiền của Việt kiều gửi về lắm con ạ. Cho nên là cái chuyện kiều hối nó cũng đóng góp một cái phần quan trọng trong cái sự phát triển của đất nước. Đấy, tao nói mày như này, ví dụ như ở Philippines ấy, là hiện nay số người đi xuất khẩu lao động ấy, mà đi làm thuê cho các nước ấy, là rất là nhiều. Lượng kiều hối của Philippines hiện nay là đứng đầu thế giới, nó cỡ khoảng 33 tỷ đô la, chiếm 10% GDP của Philippines đấy con ạ. À, con hiểu chưa? Cho nên là mẹ chúng mày ấy, rách nghèo rách ít ra, có cất tiền mà gửi về nhá. Ở Việt Nam hiện nay ấy, là có những người như tôi này, có rất nhiều, có bà con thân thuộc sống ở bên Mỹ, kể cả con tôi hiện nay cũng là Việt kiều bên Mỹ đây. Mẹ trình tỏa mình phải, bố ơi con mua cái xe đẹp, bố cho con xin ít tiền để con mua đổi cái xe như thế này khác nhá ông nhá. Ông toàn nói phép không. Rồi em xin mời anh nhận. Nói về kiều hối của Việt Nam mình thì có phải là những bà con ở bên Mỹ đâu. Tất cả những người Việt Nam mình ở nước ngoài ở trên nhiều lĩnh vực. Một là di cư, hai nữa là lao động,
Rồi ba nữa là thậm chí là sang bên đấy học hành nhưng mà có thời gian đi làm thêm mà vẫn gửi về mà. Cái đấy nó không phải là của bà cũng như của những người gọi Thì em là ấy, đúng. chạy Thì làm em cộng ấy, sản. vâng, em đã Vâng, phân thế tích là thì một nó vâng, mà cái thứ phần đầu hai anh thì nữa, cái thứ hai nó gửi về bảo gửi về cho cộng sản tiêu xài thì cộng sản nào tiêu xài bằng tiền đấy, thân nhân các gia đình người nào thì người ấy dùng, mang tính chất là lợi ích gia đình.
Thực tế ra là như này này, mình nói với bạn Đỗ Lốt là như này, tức là hiện nay chúng mình được sống ở trong đất nước yên bình như thế này cũng là do cha ông mình đã đổ biết bao nhiêu xương máu để cho tạo cuộc sống thanh bình, cuộc sống hiện nay mà đất nước đang phát triển như thế này, đúng không? Thì chúng mình là những người công dân, chúng mình ý tham gia cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội. Đấy là cái nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người công dân, đúng không? Chứ không không ai bảo là Đảng Cộng sản, nó không ai bảo là mở diễn đàn đi, không phải. Đây là cái do khi mình xem những cái diễn đàn của bọn Mao Que hoặc là những bọn dân chủ quận ở trong nước, ví dụ như Trần Quang Nga, mẹ con chị Tấn Thị Thêu, Tâm Dương Nội, đúng không? Và rất nhiều những cái bọn dân chủ quận trong nước suốt ngày nó lên trên này, trên mạng xã hội, nó xuyên tạc về đất nước, chủ trương chính sách của Đảng, bóp méo sự thật. Thì mình cảm thấy nghe mình là nóng máu mà không chịu nổi. Thì mình dùng cái kiến thức của bọn mình lên mình phản biện lại chúng nó, để cho những người dân, thực tế những người dân người ta chưa hiểu, cũng không phải ai hiểu hết đâu, người ta hiểu được vấn đề. Đấy, đất nước mình như thế này, còn có những tích cực như thế này, còn có những tồn tại như thế này, đúng không? Để cho đất nước mình càng ngày càng yên bình, kinh tế càng ngày càng phát triển tốt như vậy. Ví dụ như chúng nó nói là hiện nay coi như là phải đánh nhau với Trung Quốc đi, vì Trung Quốc nó xâm phạm vùng biển của mình chẳng hạn. Thì mình phải phân tích là Trung Quốc nó đã xâm phạm cái gì, và do ai là mất biển đảo, và mình phải ứng xử với Trung Quốc như thế nào để cho đất nước mình bình yên, đất nước mình phải phát triển. Ví dụ như nói về biển đảo chẳng hạn, em nói thật với bác là với danh nghĩa cá nhân thôi, thì em nói thật với bác nhiều lúc nó cũng khó lắm. Ví dụ như là những cái đảo ấy, lúc sóng lên, thủy triều lên thì đó lại là không có gì, lúc nước nó rút thì đó là đảo đá. Thì ví dụ như là ông nào đến trước ông ấy nhận, thành ra nó cũng khó lắm. Còn tính theo quy ước quốc tế thì cái thềm lục địa ấy, thì lại ví dụ như mình có, ví dụ như là mình nhận cái đảo đấy là của mình chẳng hạn, thì mình sẽ được ra bao nhiêu. Nên thành ra ông nào cũng tranh chấp, cũng không phải một nước đâu bác, mà nhiều nước mà, chứ không phải là một mình Việt Nam mình đâu. Nên là cái đấy nó cũng phải là xông qua đàm phán, chứ không phải là mình nhận là được đâu bác, hoặc là nó nhận là được đâu. Đây là cái đấy. Không, cái đấy là cậu hiểu nó hơi ấy một tí. Ví dụ như Hoàng Sa Trường Sa, cha ông ta đã coi như là có những cái nếu mà bạn vào cái đảo một học ra cái đảo gì ở ngoài Quảng Ngãi thì bạn sẽ thấy những tấm bản đồ cổ mà cha ông ta đã ra ngoài Hoàng Sa Trường Sa lâu rồi, đúng không? Thì đấy là chủ quyền của đất nước mình đấy, không thể nào chối cãi được. Thì hiện nay Trung Quốc có chiếm toàn bộ Hoàng Sa và một cái số cái đảo gọi là như là bạn nói là cái bọc đá gọi là của đảo chìm, thì như thế là Trung Quốc chiếm của Việt Nam, chứ không phải là nó cứ ở ngoài biển khơi cái ông muốn ta ông làm thì làm. Là bác phải hình dung rằng cái chiếm thì là đúng rồi, kể cả mình cái gạc ma ấy, nó chiếm là cũng đúng rồi, nhưng cái mình đổ máu xuống đấy cũng nhiều mà bác. Nhưng mà bây giờ đâu có phải là đánh nhau là chiếm lại được đâu bác, mình phải dùng bằng ngoại giao qua, chứ có phải là mình bảo không lấy lại đâu, nhưng mà mình không phải lấy lại bằng quân sự, mà mình bằng ngoại giao, bằng đấu tranh, bằng áp lực quốc tế, bằng rất nhiều kiểu, chứ có phải là mình mang lính mang tiền ra đánh nhau là lấy lại được đâu bác, nó mạnh hơn mình nhiều mà, đấy quân sự nó phải hơn mà. Chứ còn như bọn em chẳng hạn, nếu mà ví dụ như bọn em chẳng hạn, như trong trung tâm của em chẳng hạn, ví dụ như nhà nước bảo yêu cầu các đồng chí đánh, chắc chắn dù rằng đổ máu vẫn đánh đến cùng, nhưng mà mọi cái là theo sự chỉ đạo của Đảng mà bác. Cái vấn đề gì cho nên là mình mới nói là mình hiện nay ứng xử đối với quốc tế, nhất là đối với Trung Quốc hoặc đối với Mỹ ấy, thì mình phải cực kỳ khôn khéo. Mình đừng có, ví dụ như cái gì nó có một cái giới hạn đỏ, mình cũng không phải hơi một tí là bắt đầu mình mang quân ra đánh. Nhưng bây giờ tôi chỉ nói về tưởng tượng, bây giờ ví dụ hiện nay Trung Quốc đang chiếm cái đảo mạng của mình, đúng không? Cái đảo đầu như là cái gọi là cái bãi đá, sau đó tôn tạo thành một cái đảo, và hiện nay nó tôn tạo cho một cái ở cái khu vực Kulin hoặc là Gạt Ma hoặc là bãi thập có một cái sân bay đàng hoàng,
Nhưng bây giờ mình mang quân, mang tàu chiến, mang tàu ngầm ra mình đánh, mình lấy lại. Thì bạn thấy ví dụ là nếu mà ví dụ mình dùng cái biện pháp đó thì sẽ có cái vấn đề gì xảy ra giữa em mình. em nếu mà em nghĩ nếu mà mình mà mang quân đánh nó thì sẽ có chiến tranh, và bây giờ điều đó thì chả ai mong muốn cả bác. Đúng rồi. Bây giờ chiến tranh cấm vận chắc chắn là ví dụ đã có chiến tranh ở cái một cái vùng đó thôi thì nói chung sẽ có cửa khẩu đóng hết, đó quan hệ với mình Trung Quốc cắt cửa khẩu đóng toàn bộ. Thì bạn thấy tưởng tượng xem là đất nước Việt Nam sẽ là sao trong cái thời buổi hiện nay. Em nghĩ mình dù rằng có giận Trung Quốc, có thế này thế kia Trung Quốc, nhưng mà nông sản và mọi cái mình xuất sang Trung Quốc nhiều mà hàng hóa của Việt Nam mình thì cũng rất dùng rất nhiều đồ Trung Quốc. Nếu mà mình không dùng đồ Trung Quốc, Việt Nam mình cũng chưa chắc có đồ để mà dùng đâu. Đấy Không, là hiện tại. không đúng là bạn có nhìn nhận như hiểu của người dân bình thường như thế. Đúng Vâng, đúng rồi bác. Ví dụ đúng bây rồi. giờ trong đồ nhà em chẳng hạn, ở ngoài cái ô tô thì em mua của Đức, ngoài cái nhà mọi cái ví dụ như đồ điện chẳng hạn, tivi thì cũng có 5 cái thì cũng có 3 cái của Trung Quốc mà. Kể cả cái ô tô em đi của vợ em đi chẳng hạn thì nó sản xuất tại Việt Nam thì cũng đến 40-50% là đồ của Trung Quốc mà. Đúng rồi. Cho nên ở cái quốc gia mình phải rất là khôn khéo, đúng không? Phải khôn khéo đó. Chủ yếu là hiện nay đất nước ổn định đời sống tức là phát triển, ok, chủ quyền biển đảo mình vẫn giữ được theo cái công ước về 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 cái con biển năm 1982 mình đã có rồi, cái tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông mình đã có. Hiện nay các nước mà có cái quyền lợi ở Biển Đông ấy, và Trung Quốc sẽ đấu tranh để mà ký kết cái bộ quy tắc về cách ứng xử ở Biển Đông để làm sao cho ví dụ mình cứ trước mắt mình cứ căn cứ vào cái bộ quy tắc ấy để mình ứng xử với nhau thôi. Đấy, còn lại cái chuyện mà ví dụ biển đảo như này thì khác thì mình vẫn đấu tranh đấy bằng biện pháp hòa bình và biện pháp ngoại giao. Bác thấy ví dụ như là thằng Philippines ấy, nó rất là đồng minh, trước nó đồng minh rất là thân của Mỹ ấy. Đồng minh thân lắm ấy. Nhưng mà cái biển cạn, cái bãi bãi cạn của nó đấy cũng có giữ được đâu, mà ở thời này đi chứ không phải thời kia đâu. Nhưng Việt Nam mình rất rất là giỏi đấy bác. Việt Nam mình vẫn giữ gần như toàn bộ các đảo và gần như là không không mất mát gì cả. Còn những cái mất trước như ví dụ như là Hoàng Sa, Hoàng Xiếc là từ từ thời Mỹ Ngụy mà bác, mất từ thời đấy chứ không phải thời này đâu. Chứ còn các đồng chí trên biển vẫn rất là quyết liệt trong chuyện giữ đảo và giữ biển mà, chứ có ai chùn bước đâu. Nói Hiện chung tại là Việt Nam mình cũng am hiểu và biết cũng biết nhiều đấy chứ không phải là không vâng, biết đâu, quan tức tâm nhiều là đấy. không, bổ sung với bạn như thế này. Bây giờ ở hiện thực thể của hiện tại ở quần đảo Trường Sa của mình thì trong đó hiện nay đang có một số quốc gia nắm giữ, thí dụ như là Philippines là một, Đài Đúng Loan rồi bác. là hai đấy, Vâng. và Trung Quốc là ba, Việt Nam là Vâng. bốn. Nhưng Việt Nam là quốc gia sở hữu Đảo nhiều lớn đảo nhất và ở đảo lớn cái quần đảo Trường Sa. Không, còn thiếu hai nước nữa, Brunei, Malaysia, đúng rồi, sáu rất là nhiều sáu nước nước chứ không chúng ta phải cùng không. nhau, Vâng. sáu nước Nhưng cùng mà nhau. Việt Có điều là Nam mình là quản lý nhiều nhất, nhiều đảo nhất và bốn đảo đảo lớn ạ. nhất, Đảo bốn không, đảo lớn nhất đảo rồi nhưng mà số lượng cũng là nhiều nhất. bốn Và đảo em nhớ là cái thời kỳ trước cách đây mấy năm em cũng cũng có tham gia để xây dựng cái nhà thờ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ngoài đảo lớn đấy bác, cũng có, và các anh em lái xe Trường 10 cũng cũng tham gia rất là đông. Và lúc đấy cũng về nhà bác ở chỗ 30 Hoàng Diệu ấy, có anh Biên, bây giờ anh đang giữ giữ cái nhà của bác ở 30 Hoàng Diệu ấy, bọn em cũng qua mà cũng báo cáo ở nhà thờ của bác ở đấy mà. Vâng, ở ngoài đấy thì cũng có nhà thờ của bác Giáp ở ngoài đấy thì đấy. Cũng xây dựng khang trang lắm bác, cũng toàn anh em lính trắng đóng góp thôi. à không, cái ngân sách đâu có phòng mình cho dành cho biển à, đảo nữa mà. là ra sức bồi bảo nó đi Trung Quốc nó lấy hết hết mẹ nó rồi mà ngồi đấy nó phép. Nhưng bây giờ tao hỏi ra sức bồi hiện nay ở ngoài Trường Sa đấy thì Trung Quốc
nó chiếm bao nhiêu, gọi là nói đầu tiên là cái bãi đá ngầm, bây giờ tôi tôn tạo lên đấy là gọi Mỹ, nó gọi là đảo nhân tạo, thằng bố Mỹ mày nó biết đấy, còn mày lại không biết gì. Mà những Việt kiều hàng năm về nước vào tháng tư dương lịch ấy đều có ra thăm ngoài quần đảo Trường Sa hết nhá. Cho nên là sắc sân bùi vậy, chẳng biết cái đéo gì cả. Bố Mỹ mày biết, những người Việt kiều ở Mỹ ở các nước về hàng năm tháng tư về ra thăm Trường Sa thì biết, chứ còn mày mẹ lo lái mẹ xe mẹ taxi chả biết cái quái gì cả, vào đây cỏ măng. Và tin mới nhất hiện nay là ông Trùm đã đưa ra tí xác lệnh, hiện nay là trừng phạt 24 công ty và cá nhân có liên quan đến việc Trung Quốc coi như là tôn tạo trái phép đảo ở Biển Đông. Em về kỹ thuật em không am hiểu về chính trị đâu. Ông cứ tham gia. Anh nói với em như này. Anh cũng là dân kỹ thuật. Anh là kỹ sư điện tàu thủy. Kỹ là dân kỹ thuật 100%. Nhưng mà nói chung là ví dụ mình cũng biết một chút xíu về vấn đề này thì mình lên mình nói có vấn đề gì. Em thì ở Việt Nam thì vợ em làm ở Viện Nhi Trung ương, còn em nó cũng là bên y. dân kỹ thuật mình biết mà, tiếng đâu có gì đâu. Nên là ít cần y, đúng rồi. Thỉnh thoảng vào phây chủ yếu là xả stress ấy, chửi bới một tí thì ngoài nên nên những cái diễn đàn thế này là mình cùng nhau trao đổi giao lưu à? Một là trao đổi giao lưu rồi thì những cái đề tài mà nó đang nóng bỏng ở trong nước thậm chí là thế giới, hoặc là mình trao đổi nó bình đẳng nên nó như một cái diễn đàn tự do bình đẳng. Em thấy các bác cũng sôi nổi, bởi vì ví dụ như ở Hà Nội bọn em bây giờ gần như ít ra đường lắm, vì cũng đang gần như là không giãn cách xã hội nhưng mà cũng tự giãn cách ấy. Đi làm về xong cũng phải tắm rửa thêm một lần nữa mới dám bế con, kể cả vợ cả đúng chồng rồi, mà. Nên thành ra là nói thật là nhiều lúc comment câu cũng hơi quá, nhưng mà thực sự phải nói là như bọn em ít quan tâm đến chính trị, cơm áo gạo tiền và lo cho gia đình nhiều hơn. Nhưng mà thấy các bác tham gia sôi nổi thì cũng cố vào để lên sóng cái. Không, thực tế là bây giờ như thế này thì nhiều khi là mình cũng ngoài đời, ví dụ như bọn mình ở đây thì là cũng ngoài đời cũng phải làm ăn thôi. Bây giờ ví dụ có tuổi rồi, kinh tế gia đình nó cũng ổn ổn thì mình quan tâm vấn đề này mình lên thôi. Bây giờ ví dụ ở bên cạnh bạn là bác Trầm Nguyên, bác ấy trước kia bác là lính Việt Nam Cộng Hòa, hiện nay bác ấy sống Bình Định, nhưng bác cũng có cái tình cảm về quê hương đất nước, và bác cũng muốn đứng lên bác cái vạch trần cái luận điệu xuyên tạc của cái bọn ba que ba tặng ở bên đó. Rồi em xin chào anh Cầm. Hello. Anh Cầm nhá. Hello, chào mọi người, chào mọi người.